Prime Minister approves adjustment of public investment plans. And later on, Bà Rịa Vũng Tàu province develops environment-friendly industry. Hello there, you're tuning into another edition of Bizline on VTV International. You're with me, Hoàng Hằng, and as usual, we'll begin with some economic highlights over the past week. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc has just decided to adjust public investment plans for 10 public investment projects in provinces of Bắc Giang, Hà Nam, Đồng Tháp, Cà Mau and Cần Thơ. These are medium-term projects planned for 2016 to 2020 with a total investment of nearly 7.5 million US dollars. The Prime Minister assigned the Ministry of Planning and Investment to be in charge of the accuracy of data, statistics and lists of investment and capital for each project. At the third ministerial conference on labor cooperation among Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam, or CLMTV, held in Cambodia's Siem Reap province on Tuesday, regional labor ministers agreed to work together to provide better protection and benefits for migrant laborers. The ministers endorsed the Siem Reap roadmap toward the Labour Ministerial Declaration on the portability of social security for migrant workers in the five countries. It serves as a guideline for a joint framework to ensure that migrant workers will receive benefits from social security upon their return home or from the workplace within CLMTV countries. Ministers also issued a joint statement on the result of the conference. The State Bank of Vietnam, or SBV, has decided to cut a range of policy interest rates starting September the 16th. Accordingly, the annual refinancing rate, rediscount rate, and annual overnight electronic interbank rate and the rate of bids of valuable papers through open market operations will be reduced by 0.25%. According to the SBV, this move is regarded as an effective measure to support liquidity for commercial banks and help them cut input costs to ensure the stability of lending interest rates. Recently, a less robust global economy has caused a number of central banks, such as the US Federal Reserve and the European Central Bank, to lower their interest rates. U.S. News and World Report just released its ranking of the best economies to invest in this year, with several big changes and three new faces among the top five. In the list, Vietnam surpassed its Southeast Asian neighbors, including Malaysia, Indonesia, and Singapore, to rank eighth in the list, signaling a massive boost from its 23rd position last year. Fueled by continuous growth, Vietnam continues to attract record direct investment, or FDI, bolstered by its committed to develop overall infrastructure in major industrial poles, which will ease doing business and improve logistics. The import tax on crude oil will be reduced from 5% to 0%. According to the General Department of Customs, Vietnam imported nearly 5.5 million tons of crude oil worth 2.6 billion US dollars from January to August. This decision will go into effect on November the 1st. Vietnam has two operational oil refineries with a combined processing capacity of 330,000 barrels of crude oil per day. The country will be importing more crude oil to offset slow domestic output. Those are some economic highlights in Vietnam over the past week. Up next in our crosstalk, we'll take a look at how Bà Rịa Vũng Tàu develops environment-friendly industry. Bà Rịa Vũng Tàu province is one of the earliest localities that developed industrial production in Vietnam. With its experience and modern infrastructure and technology, Bà Rịa Vũng Tàu's industrial development policy have focused more on quality, prioritized specialized industries and environmental protection in recent years. In this week's Bizline, we'll follow our reporter to visit Bà Rịa Vũng Tàu to find out how the province is implementing those policies. Bà Rịa Vũng Tàu province is located in Vietnam's southern key economic zone next to Ho Chi Minh City.
The province has a modern international seaport system and a convenient network of roads and waterways. With such favorable conditions, Bà Rịa Vũng Tàu has long promoted industrial development. In addition to the major sector of oil and gas, the province is also a hub of energy and heavy industries such as gas-fired power generation, steel, mechanics, shipbuilding, and chemicals. Bà Rịa Vũng Tàu sets the target that high-quality industries will account for 30% of its total industrial production value by 2020. In the last few years, the province has prioritized industrial projects with modern technology and environment friendliness and encouraged small and medium-sized enterprises to develop supporting industries. Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Đầu tiên, xin bà có thể cho biết là những ngành công nghiệp mà hiện nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ưu tiên phát triển là gì ạ? Ngành công nghiệp xây dựng của tỉnh thì chiếm tới 57% GRDP của tỉnh, cho nên là cái việc phát triển công nghiệp ở tỉnh được đặc biệt là quan tâm. Thì trong đó tất cả các ngành mà chúng tôi đặc biệt quan tâm đó là công nghiệp chế biến, cái thứ nhất đó, cái thứ hai nữa là công nghiệp hóa chất, cái thứ ba là công nghiệp thép, và cái thứ tư nữa là công nghiệp của công nghiệp thực phẩm chế biến. Chiến lược phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh thì chúng tôi đã ban hành rồi, và cũng xác định là công nghiệp hỗ trợ là phục vụ cho những cái hoạt động rất là nhỏ của đó đối với là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới hoạt động về công nghiệp hỗ trợ. Thì chúng tôi xác định là những cái việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt ra là điều quan trọng để các doanh nghiệp này phát triển, vì họ là nhỏ và vừa cho nên là họ cần sự hỗ trợ về vốn, về mặt bằng. Cho nên hầu hết tất cả những cái doanh nghiệp mà công nghiệp hỗ trợ thì chúng tôi khi mà đưa vào trong một cái khu cụm công nghiệp thì chúng tôi hầu hết đều xây dựng một cái nhà xưởng để phục vụ cho các doanh nghiệp. Một trong những ưu tiên của tỉnh là phát triển các ngành công nghiệp chuyên sâu. Vậy thì các ngành công nghiệp chuyên sâu được tỉnh lựa chọn hiện nay là gì? Và các khu công nghiệp chuyên sâu trên địa bàn tỉnh đang được phát triển ra sao? Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có một cái khu công nghiệp chuyên sâu khoảng gần 1.000 hectare. Thì cái hoạt động chuyên sâu ở trong này có nghĩa rằng là nó bao gồm tất cả những cái hoạt động ở trong phục vụ cho sản xuất, kể cả những cái dịch vụ công ích hoặc là dịch vụ mà để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thì trong tất cả đều có trong khu công nghiệp này. Trong đó có cả dịch vụ mà chúng tôi hỗ trợ cho để triển khai dự án, hoặc là dịch vụ để cấp CO, hoặc là dịch vụ tất cả các khoản dịch vụ bưu chính viễn thông, kể cả ATM của ngân hàng, thì hoặc là tất cả những cái hoạt động dịch vụ như là dịch vụ nhà ở cũng có trong cái khu công nghiệp này. Còn đối với ngành nghề trong phục vụ cho ngành công nghiệp chuyên sâu thì chúng tôi lại ưu tiên thu hút cho công nghiệp Nhật Bản, của ngành Nhật, công nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản. Thì tất cả các ngành nghề thì được chúng tôi làm việc với lại JICA của Nhật Bản để thống nhất lại cái ngành nghề. Khu công nghiệp chuyên sâu này thì hiện nay là cái đường nội bộ đã được xây dựng, hệ thống điện ngầm cũng được xây dựng, cấp nước cũng đã xây dựng xong, và hệ thống xử lý nước thải thì đã xong với khối lượng là 9.000 mét khối trong một ngày đêm. Founded in 2006, Thanh Chi Choy Stock Company, with its major product being non-fired bricks and tiles, is among the enterprises with non-polluting production in Bà Rịa Vũng Tàu province. At first, the company only exported stone for building materials. Since 2013, it has invested in new technology to make bricks and tiles from quarry byproducts using the pressing method instead of firing as in traditional way. Từ cái sản phẩm không có giá trị, cái phế thải không có giá trị mà trở thành có cái sản phẩm có giá trị mà lại thân thiện với môi trường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái ưu điểm của cái này nữa là không sử dụng đất sét nung giống như gạch nung truyền thống, bởi vì đất sét nung là bây giờ cái thứ nhất là ảnh hưởng đến về an ninh lương thực, ảnh hưởng đến đất, và đặc biệt là cái vật liệu không nung là anh sử dụng bằng các cái nhiên liệu hóa thạch để đốt nung, thì thải trong khí trong môi trường thải ra thì CO2 thì gây ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính, thì nó ảnh hưởng rất lớn trong môi trường. In addition, non-fired bricks and tiles are more heat insulating than fired ones, thus reducing temperatures inside a house and saving energy. With current capacity of 60 million products per year,
Tangchi company is planning to some new products that are also environment friendly. Và chúng tôi đang nhập công nghệ chuẩn bị sản xuất cái gạch lót vỉa hè xuyên nước để đảm bảo cho mùa mưa là được nó xuyên nó để bổ sung cái nguồn nước ngầm cho đất. For years, Bà Rịa Vũng Tàu province has followed the government's guideline on encouraging non-fired and eco-friendly building materials. Environment friendliness is also the top priority in the province's industrial development policies. Về tiêu chuẩn lựa chọn các dự án, ban sẽ lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, nói chung là từ 5 năm đổ lại đây, rồi thân thiện với môi trường, sử dụng ít lao động, có giá trị gia tăng cao và có khả năng tài chính để thực hiện dự án. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang hướng đến tạo ra một cái hệ sinh thái có các doanh nghiệp mà có tiềm lực tài chính cũng như là có công nghệ cao, có uy tín và mạnh dạn đầu tư. Vậy thì tỉnh đặt ra tiêu chí gì để lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp ạ? Chúng tôi xác định ngành công nghiệp của tỉnh mà thu hút thì đặc biệt là thu hút có chọn lọc. Có nghĩa là thu hút những cái doanh nghiệp lớn có sức lan tỏa để kéo theo các dự án khác. Và những cái dự án đó thì phải được sử dụng tiết kiệm năng lượng. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là sử dụng thân thiện với môi trường. Và cái thứ ba nữa là sử dụng ít lao động. Tỉnh có ban hành một cái quyết định để xác định tiêu chí của nhà đầu tư. Thì trong cái quyết định đó thì từng lĩnh vực có tiêu chí riêng để thu hút. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có biện pháp gì để giải quyết vấn đề ô nhiễm phát sinh từ các làng nghề, các hộ sản xuất nhỏ cũng như là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu dân cư? Hiện nay chúng tôi có rất nhiều cái cơ sở sản xuất đang xen trong khu dân cư mà có khả năng gây ô nhiễm. Cho nên là chính vì vậy mà tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là xây dựng một cái cơ chế là hỗ trợ để cho các cơ sở đó di dời. Và hiện nay thì Hội đồng dân cũng đã ban hành cái nghị quyết số 41 để ban hành cái chính sách về hỗ trợ. Thì trong cái chính sách hỗ trợ đó thì chúng tôi có hỗ trợ về hỗ trợ cho thuê mặt bằng khi mà họ di dời vào trong cái địa điểm mới, hay là hỗ trợ cho di dời các máy móc thiết bị vào địa điểm mới. Cái thứ ba là hỗ trợ cho người lao động ngừng việc khi mà di dời. Và cái thứ tư là hỗ trợ cho lãi suất vay ngân hàng. Last July, a system of solar panel were put into operation on the roof of Dong Hong Tannery Vietnam Company in Mỹ Xuân A2 Industrial Park. The system provides electricity for the workshop below, but the company does not have to make the whole investment nor cares about installation and operation. Although phases are carried out by Solar BK Group, a provider of grid-tied solar power solutions. Ví dụ như khách hàng sẽ đầu tư 0%, 10% hoặc là đến 50% và Solar BK sẽ đầu tư phần còn lại đó, thì Solar BK sẽ lắp đặt triển khai hệ thống bán điện cho nhà máy, bán điện cho khách hàng với giá thấp hơn giá của EVN. Và sau thời gian hợp tác, Solar BK sẽ bàn giao lại toàn bộ hệ thống đó cho người sử dụng. Thì tùy vào cái đối tượng sử dụng là sử dụng điện sản xuất hay là điện kinh doanh, thì Solar BK sẽ bàn giao sớm hay là muộn. Depending on customers' investments, Solar BK will sell electricity for 9.35 US cents or lower. With a capacity of 459 kilowatt peak, the solar panel system in Tong Hong can generate nearly 700,000 kilowatt hour per year, meeting 4% of the company's total demand and cutting about $51,600 from its yearly electricity bill. The system also helps reduce 554 tons of carbon dioxide emissions each year. Tong Hong là một nhà cung cấp của Puma. Thì khi mà Tong Hong lắp đặt cái hệ thống năng lượng mặt trời này, tức là đạt các cái yêu cầu về sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu điện năng tiêu thụ từ Puma. Như vậy, Tong Hong sẽ được đánh giá cao hơn và có nhiều đơn hàng hơn đến từ Puma. In the coming time, Solar BK and Tong Hong Tannery Vietnam will implement the second phase of the project. In Bà Rịa Vũng Tàu province, Solar BK Group also established a 3.5-hectare plant for producing solar panels. This factory has an automatic assembly line for making solar panels and photovoltaic cells. These products are provided for many projects in Bà Rịa Vũng Tàu province. With accelerated development of industrial production and tourism,
Bà Rịa Vũng Tàu province has huge demands for energy. Therefore, the provincial authorities are encouraging solar power. Bà Rịa Vũng Tàu là một cái tỉnh mà rất là thuận lợi về việc phát triển năng lượng điện mặt trời áp mái. Theo khảo sát thì tại Bà Rịa Vũng Tàu thì số giờ nắng trong năm tương đối nhiều, khoảng trên dưới 2.000 giờ trong năm. Và cái cường độ bức xạ năng lượng tương đối cao, khoảng 5 kWh trên 1 mét vuông trên ngày. The Bà Rịa Vũng Tàu Power Company has installed free two-way electricity meters for households, enterprises and organizations using grid-tied solar power systems. Excessive power from these systems that is not consumed can be sold to the national grid. Spending $8,600 on this grid-tied solar power system that can last up to 25 years, this household rarely has to pay monthly electricity bill and even may earn extra income from selling excessive power. Gia đình nhà tôi là có khoảng 7 cái máy lạnh, bếp điện từ thường thường đóng là khoảng 3 triệu tiền điện một tháng cho nhà nước. Nhưng sau khi gắn cái năng lượng mặt trời á, nhà tôi đã không phải đóng tiền điện cho nhà nước mà điện đảm bảo. Nếu mà cái năng lượng mặt trời này một ngày là mình xài đảm bảo dư thì sau khi dư là mình hòa vào điện lưới quốc gia để bán khoảng dư khoảng một tháng 1.000 kWh điện. Thế mà đi Vũng Tàu thì việc cái triển khai năng lượng mặt trời áp mái đến nay đã lắp đặt được khoảng 6.500 kWh và dự kiến đến cuối năm thì cũng đạt được là 10.000 kWh. Vừa qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có ra các cái quyết định, các cái chính sách yêu cầu các cái đơn vị hành chính sự nghiệp khi xây dựng mới trụ sở văn phòng làm việc thì đầu tư luôn hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, đặc biệt là đối với huyện Côn Đảo. With favorable natural conditions and a focus on green industries, Bà Rịa Vũng Tàu is also attracting investment into large-scale solar energy and wind power projects, greatly contributing to the government's goals of developing sustainable energy and reducing greenhouse gas emissions. Xin bà có thể chia sẻ kế hoạch phát triển các cái nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Không những giai đoạn hiện nay mà giai đoạn trước đây, cách đây 10 năm là chúng tôi đã xác định là phải sử dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng sạch. Cho nên là trên địa bàn chúng tôi là không có sử dụng nhà máy điện than và cũng không có sử dụng tất cả những nhà máy điện mà sử dụng năng lượng mà theo dạng không sạch hoặc là không thân thiện với môi trường. Về cái quy hoạch về phát triển điện gió thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quy hoạch. Cho nên là chúng tôi ưu tiên phát triển về các hoạt động về dự án điện gió. Thì hiện nay là dự án điện gió chúng tôi đã có một cái dự án để xin Bộ Công Thương để xin cấp phép. Thì ở dự án này được xây dựng trên mặt nước. Còn về dự án mặt trời thì chúng tôi hiện nay đã có tới khoảng 8 dự án. Thì hiện nay là 8 dự án này thì trong đó đã 4 dự án là Bộ Công Thương đã đồng ý bổ sung vào quy hoạch. Và hiện nay đã được đang triển khai. Còn 4 dự án thì đang chờ cấp phép. Thì tất cả các dự án này thì nói chung là vì sử dụng năng lượng sạch cho nên là thân thiện với môi trường và cũng sử dụng các công nghệ là tiên tiến. Tỉnh có chính sách và có biện pháp gì để khuyến khích các hộ gia đình cũng như là các doanh nghiệp tham gia tích cực vào cái việc phát triển các nguồn năng lượng bền vững? Hiện nay thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi có cái chỗ khu vực là huyện Côn Đảo. Huyện Côn Đảo thì hiện nay là cái nguồn điện để cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân nó bị hạn chế. Cho nên là hiện nay là tỉnh cũng đã ban hành một cái cơ chế chính sách về cái chỗ điện áp mái. Thì cái này thì trước hết là tất cả các cơ sở sản xuất, tất cả các cơ quan nhà nước, trụ sở cơ quan nhà nước thì ở trên Côn Đảo thì đã được tỉnh thông qua và sẽ sử dụng là đặt cái điện mặt trời ở trên mái nhà của tất cả các trụ sở. Thì nhà nước sẽ hỗ trợ 100%. Và cái phần đó thì nó sẽ khuyến khích và hỗ trợ khuyến khích cho các hộ gia đình cá nhân làm theo. Perhaps few people can imagine this greenery road is inside the Phú Mỹ One Industrial Park managed by EasyCo Company. This industrial park has an occupancy rate of 95% and has been operational for 20 years.
but it always ensures 10% of land area for greenery to reduce dust, noise and temperature. Để duy trì cái mảng xanh của khu nghiệp thì công ty cô cũng như là phòng quản lý hạ tầng khu nghiệp là có một đội ngũ, nhất là về kỹ sư lâm nghiệp và một đội ngũ là kỹ thuật viên trong công nhân chăm sóc và duy tu và định kỳ hàng ngày, hàng tuần. Quy định về cảnh quan trong khu nghiệp thì tuân thủ theo luật xây dựng. Thì luật quy định là chủ đầu tư hạ tầng các khu nghiệp là phải dành tối thiểu 10% tổng diện tích khu nghiệp để tạo mảng xanh trong khu nghiệp. Thường xuyên là có văn bản đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện theo đúng cái cam kết DTM và cái giấy phép xây dựng, trong đó có quy định về cụ thể về cái tỷ lệ cây xanh và kết hợp các cái đợt kiểm tra. Phú Mỹ One Industrial Park offers good infrastructure for investors, including a wastewater treatment plant capable of cleansing 4,000 cubic meters of wastewater per day and night. Treated wastewater meets the national technical standards on industrial wastewater introduced by the Ministry of Natural Resources and Environment and can be discharged into the environment. A monitoring station operates 24 hours a day to keep track of water quality. There are quite a few heavy industry factories in Bà Rịa Vũng Tàu province, particularly steel mills. Thus, recycling electric arc furnace dust, a hazardous industrial waste, is a vital issue. In mid-2019, an EAF dust recycling plant worth $120 million invested by Zinc Oxide Corporation Vietnam, a member of Korea Zinc, began trial operation in Phú Mỹ 3 Specialized Industrial Park. Với công nghệ hiện đại từ Korean Zinc, công ty trách nhiệm hữu hạn Zinc Oxide Corporation Việt Nam có thể xử lý bụi lò thép độc hại để sản xuất kẽm oxit chất lượng cao được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như gạch men, cao su, mỹ phẩm. Chúng tôi cũng sử dụng loại container đặc biệt để đảm bảo vận chuyển bụi lò thép không gây rò rỉ ra môi trường. With eco-friendly technology, this factory can recycle up to 100,000 tons of EAF dust each year and produce 25,000 tons of highly purified zinc oxide. Trong giai đoạn 1 của dự án, chúng tôi cam kết xử lý toàn bộ bụi lò thép từ các nhà máy thép ở Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, chúng tôi dự định xử lý toàn bộ bụi lò thép ở Việt Nam. Trong tương lai xa hơn có thể mở rộng hoạt động ra các nước khác trên thế giới. Environmental protection in industrial development is a task that needs coordination among sectors and state agencies. Monitoring the environment and making related policies play an important role. To find out more about this, our reporter also sat down with a representative of Bà Rịa Vũng Tàu Department of Natural Resources and Environment. Let's take a look. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi này. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chiến lược là sẽ phát triển mạnh kinh tế biển và các hoạt động công nghiệp nặng. Vậy thì tỉnh có biện pháp gì để đảm bảo là các hoạt động kinh tế đó không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường? Về quy hoạch, chúng tôi đã có các cái khu công nghiệp được quy hoạch để cho kêu gọi thu hút các loại hình đầu tư, trong đó các loại hình công nghiệp nặng cũng như các cái hoạt động về phát triển kinh tế biển như cảng biển, logistics nằm trong các khu công nghiệp. Để đó là một trong những tiền đề quan trọng để chúng tôi được quản lý các hoạt động, lại bảo đảm là giảm thiểu được cái nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là các cái cơ sở sản xuất thì phải cái về có lượng phát thải thì phải đáp ứng được các quy chuẩn do Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về quy chuẩn môi trường. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng đã có những cái quy định riêng như ban hành tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư, dự án đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, các dự án đầu tư có điều kiện và dự án tạm dừng đầu tư. Theo đó thì cái tiêu chí về mặt môi trường được ưu tiên xem xét. Đại Nguyên Investment and Development Joint Stock Company is allowed by Bà Rịa Vũng Tàu Province to dredge the Đá Đen Lake and exploit earth for backfilling material. Đá Đen Lake is the main source of water supply for 90% of people in Bà Rịa Vũng Tàu. Therefore, it is crucial to ensure the exploitation does not pollute the lake. Sau khi tỉnh đã giao cho cái nạo vét cái hồ này thì công ty chúng tôi là trong khi có quá trình thực hiện nạo vét ấy, là phải cam kết là đảm bảo về vấn đề môi trường, không được ảnh hưởng đến cái nguồn nước và ảnh hưởng đến người dân, môi trường người dân xung quanh.
One of the highest risks of pollution is leaks oil and toxic chemicals from dredging and transporting vehicles. Therefore, the company always has to prepare for unexpected incidents, including buoys for tracking and absorbing leaked oil and oil skimmer. At the same time, plans for dredging the lake are well prepared to minimize impacts on the water. Hiện nay giờ công ty là đã thi công ấy, thì trong quá trình thi công là đắp cái đê quay và phạm vi nạo vét là trên cạn chứ không có nằm ở dưới nguồn nước. Cho nên là nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái nguồn nước. In addition, Bà Rịa Vũng Tàu Province Department of Natural Resources and Environment set up a monitoring station to keep track of water quality in Đá Đen Lake. 8 indicators of water quality are continuously surveyed and reported to the department. Currently, similar environment monitoring systems are being deployed in natural resources exploitation areas and industrial parks in Bà Rịa Vũng Tàu Province. Ông có thể cho biết là hiện nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường như thế nào, nhất là tại các khu công nghiệp cũng như là các điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cái hoạt động mà kiểm soát ô nhiễm đang được tăng cường đầu tư và hiện nay chúng ta đang thực hiện với vấn đề quan trắc theo cái về liên tục và quan trắc định kỳ, quan trắc theo dõi các cái chất lượng diễn biến môi trường của tỉnh bao gồm là chất lượng nước sông, suối, ao hồ và nước biển ven bờ cũng như nước ngầm và chất lượng không khí xung quanh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng theo cái quy định của Nghị định 38 năm 2015 của Chính phủ thì các trên địa bàn tỉnh hiện nay có 33 cơ sở phát thải sản xuất kinh doanh có lượng phát thải thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động. Thì hiện nay tất cả các cơ sở này đã lắp đặt đầy đủ các cái quan trắc tự động. Tỉnh cũng đã đầu tư về cái quan trắc nước mặt cho 3 cái khu vực mà cái nguồn nước được sử dụng cho cấp nước sinh hoạt của tỉnh, đó là quan trắc liên tục tại tự động liên tục tại hồ Đá Đen, hồ sông Ray và hồ sông Hỏa. Và hiện nay tỉnh cũng đang tiếp tục đầu tư quan trắc tự động nước của 3 cái hồ tiếp là hồ Châu Pha, hồ An Hải và suối sông Xoài. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chiến lược gì để đảm bảo việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường? Hàng năm chúng tôi đều có xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra để làm hạn chế các cái ảnh hưởng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thì các kế hoạch thanh tra kiểm tra của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở lồng ghép kế hoạch thanh tra của Trung ương, của Bộ và của tỉnh. Khi đó chúng tôi tiến hành các cái đợt thanh tra kiểm tra theo định kỳ và đột xuất. Chúng tôi đang ở bước đầu tiên là kiểm soát được tình hình, có nghĩa là kiểm soát được ô nhiễm. Trong cái việc kiểm soát ô nhiễm thì chúng tôi đã đưa vạch ra một số cái lộ trình thực hiện. Thứ nhất là kiểm soát về môi trường thì chúng tôi sẽ kiểm soát để cho không tình hình không được diễn biến xấu hơn. Thứ hai là các điểm ô nhiễm và các cái khu vực bị ô nhiễm sẽ được khắc phục và cải thiện dần. Và thứ ba là tiến tới là kiểm soát những cái chất thải độc hại phát thải ra môi trường. Sau khi mà cái kiểm soát được thực hiện đầy đủ thì cái giải pháp về cải thiện môi trường và phục hồi môi trường sẽ được thực hiện. Trên cơ sở là chúng tôi sẽ xác định lại là cái tiêu chí phục hồi môi trường trên các cái khu vực cụ thể và giai đoạn tiếp theo nữa là sẽ duy trì được các cái hoạt động để bảo đảm rằng là bảo vệ môi trường đi đối với phát triển bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. In the past few years, Bà Rịa Vũng Tàu's province industrial policies have seen fundamental change from focusing on amount of investment capital to prioritizing investment quality and environmental protection. This is an inevitable trend to achieve sustainable development. And that also wraps up this edition of BizLine. Feel free to log on to our official website at vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go for more news and entertainment. Goodbye for now and thanks for tuning in.